Đây là vườn cải của hai ông bà lão từng được giải cứu. 2 tháng trước, 5 tấn cải của ông bà đã bị thương lái bỏ cọc và ông bà đã chấp nhận cái việc ngậm ngùi vứt bỏ xuống dòng sông. Sau khi thu gom đưa lên Sài Gòn thì chỉ trong một đêm, tụi mình đã thanh lý toàn bộ cải đó đến rất nhiều bếp ăn và rất nhiều người đã ủng hộ cho ông bà Sáu. Và một phép màu nào đó, tụi mình đã quy đổi những cái phần cải này thành những cái suất ăn miễn phí cho những người bệnh tại Bệnh viện Phục hồi Chức năng quận 8. Và ông bà Sáu cũng có được một khoản tiền nho nhỏ từ sự đóng góp của mọi người, từ sự ủng hộ của mọi người khi mua cải. Thì bây giờ, ông bà Sáu lại có vốn để tiếp tục gây dựng thêm một mùa vụ mới. Tuy nhiên thì mùa vụ này lại gặp cảnh bấp bênh. Mời cả nhà cùng theo dõi. Một phép màu nào đó đã khiến cho cải của ông bà Sáu chuẩn bị đổ sông đổ biển thì được tất cả mọi người giải cứu chỉ trong vòng khoảng 12 tiếng đồng hồ. Và ngày hôm nay mình trở lại Cù Lao Ba Xã thuộc huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp để cùng chia sẻ với mọi người niềm vui của ông bà Sáu. Đợt vừa rồi tụi mình đã giải cứu những cái phần cải và ngày hôm nay thì mình ghé thăm ông bà Sáu một cách bất ngờ cùng với anh Út Nhất, một trong những cái nhân vật mà mình đã từng chia sẻ này. Hôm nay đến thì chắc ông bà Sáu cũng chưa biết tin. Bà Sáu ơi! Ồ, bà mừng rồi, chào em. Dạ. Rồi, con chào bà Sáu nha. Ôi, bà lại chiếu ra làm gì vậy? Ôi, chiếu ra ngồi. Ra ngồi ha? Ừ, rồi. Chiếu ngồi, nhà cháu vậy đó em ơi. Đây, Út Nhất. Con ở trên Sài Gòn xuống, hôm nay cũng không thông báo cho bà Sáu biết. Xuống hơi bất ngờ. Chuyến vừa rồi á, tụi con thu mua cải cho bà Sáu. Rồi có một khoản dư kha khá như vậy. Chuyến rồi bà Sáu thấy sao? Thấy ông cũng vui vẻ, ông cũng mừng mà lại ông lĩnh số tiền cũng buồn. Ông rồi bữa sau cái ông đi lấy lúc nào cũng vui. Ủa tại sao là cũng buồn rồi cũng vui là sao? Bởi vì ông lãnh số tiền mà mấy em mà cực khổ đi cực khổ rồi ông lãnh cũng vui mà cũng buồn. Bởi vì cực khổ quá. Rồi bữa sau ông đi lấy lúc nào? Trời đất già ông đi. Ông Sáu lại đi ngồi, lại đi ngồi. Trời ơi. Cái này ăn Út. Phải không? Phong Bụi. Phong Bụi. Nhớ mặt thôi chứ không nhớ tên. Nhớ mặt. Nhớ mặt đó đâu có nhớ tên. Nhớ mặt không nhớ tên. Còn này em gì đây? Dạ. Bạn con. Bạn hả? Con hỏi thăm á. Chuyến vừa rồi khi mà tụi con thu mua cải á. Thì bà Sáu có nghĩ rằng là tụi con sẽ mua và bán hết không? Dầu không hết rồi em cũng thu tiêu mấy em cũng giúp cho Sáu cũng quý lắm rồi. Quý lắm á. Ý con muốn hỏi rằng là con nghĩ rằng khoảng 5 tấn cải đó nếu như tụi con mang lên Sài Gòn tụi con sẽ bán được không? Bán không được, được thì được. Thì mấy em cũng cho. Được. Được mà các em cũng là được thì cũng tốt mà không được, được cũng cho. Có cái là mấy cháu là để cần làm từ thiện chứ đâu có phải là bán không đâu. Bán đặng mà làm những cái phương khác từ thiện chứ đâu phải mấy cháu mà cần. Nhớ mặt chứ không nhớ tên. Kính thưa với mọi người là có một cái thực trạng như thế này. Ông Sáu, bà Sáu là hai người nông dân gốc luôn và cả cuộc đời gắn liền với bờ sông Hậu. Trong sông Hậu. Bên đây là sông Hậu và sông Tiền. Sông Tiền ha. Là không biết người. Ông Sáu với bà Sáu á gắn liền với dòng sông Tiền, một dòng sông trù phú về phù sa. Và cứ mỗi khi mà mùa nước nổi trở về thì cái khu vực mà ông bà Sáu canh tác sẽ nước sẽ ngập bù đắp phù sa. Đáng lẽ ra á là một cái vùng đất mà được thiên nhiên ưu đãi như vậy thì hai người nông dân này sẽ vô cùng giàu có. Nhưng mà mọi người thực trạng thấy rằng là tất cả người nông dân ở miền Tây hiện giờ đang lệ thuộc vô cùng rất nhiều vào thương lái. Có nghĩa là thay vì người ta sẽ cho ra một cái giá nông sản cụ thể khi mà thu hoạch, chẳng hạn như rau màu của ông bà Sáu là cải thì khi mà hỏi thương lái thì thương lái sẽ phải nói ra giá bao nhiêu một ký. Ở đằng này thì hầu như thương lái sẽ không có chia sẻ về giá mà cứ thu gom đã đời rồi mới báo lại giá. Cho nên là khi mà trồng cái gì đó, trồng ra trái gì, trồng ra cây gì thì luôn luôn trong cái cảm giác là hồi hộp. Đúng không ông Sáu? Con hỏi thật nha. Có bao giờ thương lái người ta thu mua người ta nói trước giá trước khi họ gom đi lên xe tải không? Người ta thu mua thì có lắm lúc thì bán cũng không được rồi nó ế quá rồi ta không mua rồi nó bình thường nếu nó có giá thì lái lại ra mua mình cũng nói giá trước khi người ta thu
người ta lấy rồi mình là bán, rồi đồng ý thì người ta mới mua, chứ còn có nhầm lúc thì bán không có được. Rồi cũng cái trong cái khoản nó bị nó quá ế cho nên bán không có được, rồi thì bắt buộc mình phải bỏ thôi. Ở đợt vừa rồi con tình cờ ghi lại một cái thước phim, đó là cảnh ông Sáu với bà Sáu ôm cái mớ cải vứt ra bờ sông. Có khi nào ông xem lại hình ảnh đó cảm giác chua xót khi những cái bó cải mình chăm bỏng như con nít, như con cháu trong nhà, đến lúc mà cây cải đến kỳ thu hoạch rồi thì mình lại vứt bỏ đi không? Thì coi như là mình mặn mà tới cái mùa mà tới cái ngày mà thu hoạch nó không được thì mình phải bỏ thôi, nhưng mà con cái thấy cũng đau lòng bị vì cái công của mình chăm sóc từ cho đi mới trồng cho tới ngày thu hoạch mà không được thì thôi mình cũng thấy cũng buộc lòng phải chịu thôi, chứ cái vấn đề đó thì phải mình phải là thấy cũng khổ, cho nên là thôi mình cũng phải chịu thôi chứ đâu có than trách gì nữa. Làm ở một cái xôi cái gọi là cái cồn đất mà hàng năm phù sa bù đắp rất là nhiều, trồng cái gì nó cũng tươi tốt hết, đáng lẽ ra bây giờ mình đã khá rồi, nhưng mà sao thưa con thấy là nhà mình vẫn còn khó khăn như vậy? Điều gì mà khiến cho cái người nông dân mình gặp khó khăn? Thì coi như là nếu là sống cái nghề rẫy thì bất cứ cái gì mà mình làm mình thấy là nó có lợi ích nhiều hay ít thì mình làm. Nhưng mà cũng bây giờ thì làm rẫy thì cũng là hên xui tùy theo cái thời điểm mà làm. Chứ không phải mà cái nào cũng phải chắc ăn được. Nó làm rồi tới chừng nào mà mới thu hoạch được là mới biết là chắc ăn hay không. Chứ rẫy bây giờ cũng khó làm lắm. Sau khi đợt cải vừa rồi mình không thể nào tìm nguồn ra được, thì lần này ông bà đang quyết định trồng cây gì? Đợt cải vừa rồi đó. Đợt cải vừa rồi thì cũng tính nhờ dưa leo. Trồng không? Trồng rồi. Cái đợt cải vừa rồi đó thì nhờ mấy chú giúp đỡ. Rồi qua cái mùa cải đó. Rồi bây giờ thì trồng được đám dưa leo. Đám dưa leo thì thấy nó cũng không khá rồi. Vì sao không khá? Nó cũng không được đều, cho nên chỗ thì thắt, chỗ thì trúng. Rồi với hai là nước nó cũng ngập hết mớ. Rồi nó bị chết dây nữa. Nó bị chết dây nữa, tự động nó chết dây. Nó cho nên thấy không khá. Không khá thôi chứ không đến đổi lỗ. Không đến đổi lỗ. Ui mặn cũng mới về nó kỳ nè. Nhất lấy mà anh vô mày ơi. Đó. Cho con hỏi thăm một tí. Mỗi ngày mình ra ngồi đám rau của mình á, mình làm từ lúc mấy giờ cho đến mấy giờ? 6 giờ tới 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ không chừng. Bé gọi về vô à. Có đứa con nè với con rể nó tiếp. Đâu có mướn ai đâu. Người ta 25 ngàn tiếng rồi bẻ đâu được chừng tiếng nửa tiếng rồi cái lái nó giống cho mình nhiều cho chứ có biết đâu, không có biết giá cả nhiều chứ á. Con chưa hình dung. Bà Sáu mới nói rằng là lái họ yêu cầu mình hái và mình cũng không biết cái giá bán là như thế nào. Thì cái hiện đang bây giờ đó thì nói về đồ rẫy thì ít có cái khi nào biết giá lắm, cũng như dưa leo nè, cà chua nè, đúng không, rồi khổ qua nè, rồi cái là coi như là lái nó mua rồi mình bán cho nó, rồi thì sau cùng nó muốn tính tiền bao nhiêu nó trả cho mình mới biết được, chứ không có biết giá được. Cũng như có lúc mà cải thì nó trúng có giá thì lại nó mua nó giá đàng hoàng, nó giá cả rồi đó đàng hoàng, rồi thuận thảo hai bên mua bán rồi thì nó mình mới biết giá. Còn nói như là dưa leo, khổ qua, rồi cái nọ đó là không có biết giá được. Thì chỉ cái nó mua mình mà rồi mình là bán cho nó, rồi chừng nào nó tính to, nó tài trả tiền cho mình rồi mới biết giá. Rẫy giờ vậy đó. Nói một câu nói như thế này mọi người thấy là hết sức phi lý và cũng không tin rằng là tại sao có cái chuyện mua bán mà không gọi là thuận mua vừa bán. Lái thì thiệt ra khi mà được mùa mất giá hay được giá mất mùa thì thương lái sẽ là người không lo nghĩ gì hết.
bà con nông dân khi mà trồng cây gì á thì các thương lái họ chỉ nhiệm vụ là đến để hỏi để có bán hay không, sau khi bán xong cho lái rồi thì họ mới bán cho các cái cơ sở phân phối lớn, rồi họ mới báo lại cái khoảng giá, mình cũng không biết rằng là họ bán giá bao nhiêu hết á, và họ để lại cho mình giá bao nhiêu. Cho nên á, bà con nông dân cứ làm quanh năm suốt tháng thì người hưởng lợi nhiều nhất vẫn là người thương lái. Hôm nay thì khi mà mình xuống dưới Cù Lao á, mình chia sẻ về cái nông sản của ông Sáu Bà Sáu thì mình có cập nhật giá. Hiện giờ cái giá mà cam sành ở khu vực Vĩnh Long á chỉ có 2.000 đồng một ký. Trong khi đó thì trên Sài Gòn người ta có thể bán với giá 15.000 2 ký. Rồi chẳng hạn như dưa leo, hiện giờ bà con nông dân ở bên Vĩnh Long á và kể cả Long An thì hiện giờ bán dưa leo chỉ có 2.000 tới 2.200 một ký thôi. Không biết ở bên này khoảng bao nhiêu. Vậy là ở Vĩnh Long dưa leo có không có 2.000 à. Ở đây thì coi như là nó trả tiền cho tôi là nó tính cũng được là 6.000 một ký. Mình được giá hơn. Nghe nói rằng là hiện giờ cái nước đang lên khiến cho cái vườn cải trước kia của ông Sáu bây giờ chuyển đổi trồng dưa leo lại tiếp tục bị úng. Bây giờ thì mình sẽ ra vườn để xem thử là thực trạng mùa mới này có thực sự là gian nan như cái mùa trước hay không. Và chắc có lẽ khi mà ra xem hình ảnh đó thì mọi người cảm giác thấy là sự bấp bênh của người nông dân. Bên này là dòng sông Tiền, nơi mang rất là nhiều phù sa và tôm cá. Bên này là một cái cồn đất mà hàng năm á, dòng sông này bồi lắng lượng phù sa vào. Tưởng chừng như khi mà dòng sông có rất là nhiều phù sa mang vào vùng đất này sẽ giúp cho bà con đổi thay. Nhưng mà lệ thuộc vào thương lái khiến cho bà con ở đây gặp rất nhiều trắc trở. Hôm trước thì ngay tại mảnh đất này, tụi mình đã thu gom cải của ông bà Sáu cùng với một vài hộ nông dân để mang lên trên Sài Gòn tìm cách tiêu thụ giùm. Đợt đó nếu như mà tụi mình không bao tiêu và hỗ trợ cho ông bà Sáu thì chắc có lẽ mùa này không còn vốn để tiếp tục canh tác tới mùa vụ mới. Đây mình sẽ tiếp tục cho mọi người xem nè. Để mà trồng những cái luống rau màu như vậy á thì bà con nông dân sẽ phải bỏ rất là nhiều công. Cái công đầu tiên có nghĩa là cải tạo lại đất. Đất ở đây thì xới lên và tạo thành những cái vuông đất như vậy. Công thứ hai đó là gánh nước đến để tưới tiêu. Vì bây giờ thì mùa này bà con tiết kiệm tiền, hệ thống chạy bằng xăng để chạy bằng dầu để có thể bơm nước vào cánh ruộng như vậy. Đây là Út Nhất, một trong những nhân vật mà mình đã từng có nhiều đoạn video chia sẻ về câu chuyện á, là Út Nhất vô cùng hiếu thảo khi mà chăm sóc người cha già cùng với đứa em bị bệnh tâm thần. Đó là trường hợp anh Cường, vì thương nhớ vợ và vợ sau đó thì ngoại tình cho nên là trở nên điên loạn. Và một cái hành trình chữa bệnh cho em của Út Nhất, tụi mình cũng đã từng chia sẻ rất là nhiều đoạn clip. Và bây giờ thì em của Út Nhất bây giờ cũng rất là khỏe mạnh và tỉnh táo, và thậm chí là làm ra rất là nhiều tiền. Sau khi mà tụi mình chữa bệnh hết thì em Út Nhất đã phục hồi và có một cái khoản tiền dư, đó là hơn 100 triệu đồng. Đó, chỉ trong một năm qua Út Nhất đã bớt đi gánh nặng nuôi đứa em mình bị tâm thần nè, rồi nuôi người cha già ốm bệnh, thì hiện giờ thì cha già cũng có phụ cấp rồi. Út Nhất ơi, đây là cái khu vườn rau của bà con nông dân xung quanh xóm nhà Út Nhất. Và Út Nhất thì hàng ngày sẽ làm công việc đó là nhổ cỏ nè, hái ớt nè, rồi làm tất cả tần tật các việc liên quan đến vườn cải ha. Út Nhất cho em hỏi thăm một vài câu đi. Hôm trước khi mà tụi em thu gom cải giùm cho ông bà Sáu á, thì Út Nhất chứng kiến cái khoảnh khắc mà ông bà Sáu đứng trước cái vườn cải mà ngồi khóc mà phải vứt bỏ dưới sông này, lúc đó thấy như thế nào? Út Nhất thấy cũng như là thấy hai chồng như là bó tay, thấy cũng như đám cải, thấy cũng như là bà lái nó không ăn nữa, là biết chắc ăn là dục bỏ rồi chứ đâu có ai mua. Cũng như anh em mạnh thường quân này kia đó cũng hậu trợ cho bả này kia, cũng thu hoạch hết. Nào ngay hai chồng cũng mừng. Út Nhất thì làm một ngày công ở những cái khu vườn này sẽ là 150.000 ha Út Nhất. Út Nhất làm một ngày ở đây khoảng bao nhiêu tiền? Út Nhất ngày ở đây làm một ngày 160.000. Nhưng mà những cái lúc mà thời điểm mà khi mà mình làm á
cái thấy chủ vườn họ giống như ông bà Sáu vậy, không có chi tiêu, không có bán được cải thì mình có lấy tiền không? Không, như bà Sáu với ông Sáu mặn nào ông ngay cũng như thấy như vậy chứ ông chứ không có lấy tiền bả. Tại kiểu như bả cũng làm chung với mình đó, mà bả cũng đang khổ rồi kệ nó với giọng buổi hai buổi cũng như là không có nghỉ cho bả. Làm giùm vậy thôi. Làm giùm cho bả. Tại nghĩ con buổi có nhiêu tiền. Đất ở đây rất là tốt nha, trồng cây gì cũng ra hết á. Nhưng mà có thể là do là trồng năng suất tốt, cây thương lái họ thấy như vậy họ ép mình với cái giá rất thấp, khiến cho gần như là tất cả người nông dân ở đây cứ tới kỳ thu hoạch thì lại điêu đứng. Đây là một bài toán vô cùng khó mà giải đáp được. Rất là nhiều người hỏi rằng là tại sao người nông dân không đi tìm cái nguồn ra, trực tiếp đi tìm các cái thương lái khác, hoặc là bà con nông dân sao không mang lên đến các cái khu chợ lớn để bán. Nhưng thực tế với mọi người là cái việc đóng gói vận chuyển gần như là không đủ khả năng đối với những người nông dân. Hôm trước tụi mình thu gom 5 tấn cải á, cái việc mà đóng gói để vận chuyển lên Sài Gòn không đúng kỹ thuật, dẫn đến một phần nhỏ cải cũng đã bị hư rồi. Đây là vườn của ai? Vườn của bà Sáu tới rồi nè. À, đây là hiện giờ là hôm trước là một số nhà thì họ trồng cải, bây giờ họ cải tạo lại trồng ớt rồi. Trồng ớt thì có lẽ là vốn nó nhiều hơn trồng cải đúng không ạ? Cái là ớt nặng vốn nha, nặng vốn hơn. Nặng con giống rồi lớp nào thuốc sâu ấy này kia nó nặng nhiều lắm. Nè cái vườn của bà Sáu nè. Đây là nè, vườn cái này là cái vườn dưa leo của bà Sáu nè. Nghe nói là hổm giờ nước nó lên hay sao ạ? Nước ngập ở phía đầu trong của bà hết trơn rồi. Rồi văng cái dây này để làm gì? Văng dây này cho như đừng có gió đó. Đâu cái phần nào dưa leo bị hư đâu? Dưa leo hư ra đầu trong, nước nó ngập đầu trong. Cũng như mưa quá cái nó bị chịu không nổi đó, cái lá nó vàng của bà. Đây là ông Sáu nè mọi người. Bây giờ thì con với ông đi vào trong vườn rau nhà mình ha. Hôm nay thì con đến thì cũng rất là vui khi mà cái mùa vụ rồi tụi con hỗ trợ ông bà một ít tiền để có thể có một chút vốn gây dựng lên một cái loại cây mới, đó là dưa leo. Nhưng mà nghe đâu đó nãy giờ ông có chia sẻ là cây nhà mình bị hư hả? Có cũng nó cũng có chết lây rai đây nè, nó chết nữa không? Chết đây nè. Cái này là vì sao mà dưa leo nó tự động nó chết thôi. Bị cũng nhầm cái chỗ đất. Cũng nhầm cái vùng đất, nó muốn chết thì nó chết. Thì theo tính theo cái thị trường vừa qua rồi thì 7.000. 7.000 một ký. Nhưng mà thí dụ như ngày nay tôi bẻ thì tôi không biết là giá mấy. Người ta lợi người ta chở đi rồi thôi chứ tới chừng sau cùng người ta mới tính to tính giá cho mình, ta trả cho mình mới biết được. Vậy là hổm giờ là đã bẻ dưa leo rồi, bán cho lái rồi. Nhưng mà mình vẫn chưa biết là số tiền mình bán ra bao nhiêu. Đâu có biết được. Tới chừng nào người ta trả tiền mình mới biết được. Lái trả tiền mới biết được. Ôi trời ơi. Vậy thì mình cứ có trái thì mình bán cho lái thôi. Chứ mình không có biết là đâu có biết được giá bao nhiêu hết. Con là mọi người thấy nè, châm bổng cho đến lúc thu hoạch nó chết đó không? Đi Nhung, đi. Chết lại gai cũng nhiều lắm. Ê dưa leo đây hả? Cái trái này thì đâu có bán được đâu đúng không? Chưa, còn nhỏ. Còn nhỏ mà. Còn nhỏ. Cho em múc vài trái ăn với cháu nè. Kiếm vài trái lại kêu em múc con tôi nó kiếm. Nghĩa là hái vài trái để cho con ăn hay sao? Kiếm vài trái. Cũng như nó chết dây rồi ha. Ông Sáu cho con hỏi một câu nữa. Nếu như đợt trước tụi con không thu mua cải và hỗ trợ giá cho ông Sáu, thì liệu rằng mùa này ông có vốn để có thể gây dựng được cái vườn rau mới của mình không? Thì cũng nhờ cái tiệm bán vật tư, mình mua chịu người ta mình làm được, rồi tới mùa thu hoạch mình trả lại cho người ta. Nhưng mua bán vật tư á, mua nợ như vậy cũng phải tính thêm lãi đúng không? Tính lãi chứ. Lãi chứ. Lãi. Tới ngày mình trả nó cũng tính lãi. Bà Sáu thì không có biết đâu, ông Sáu thì ông là người là cầm cái hũ tiền quản lý chi tiêu. Cũng nhờ tiệm vật tư mình mua là chịu người ta, là tới mùa mình thu hoạch rồi mình trả lại người ta. Thật quá tính lại. Con hỏi một cái chuyện này hơi tế nhị. Là hết cái vườn rau từ bữa giờ vốn hết bao nhiêu rồi? Theo cái đám dưa này thì của tôi thì khoảng vốn khoảng 15 triệu. Nặng á.
chi phí tính khoảng 15 triệu. Mà để lên những cái luống như vậy nhân làm dàn giáo, rồi làm dây đeo, rồi... Rồi cây. Cây, rất tốn công nha mọi người. Rồi tiền điện tứ, rồi phân, rồi thuốc sâu, nó cũng đủ nhiều lắm. Rồi. Có khi nào mình lại nghĩ rằng là mình đang ở trên một cái vùng đất tư tốt nhất ở đồng bằng sông Cửu Long. Vùng đất mà nằm sát bên mấy sông, phù sa cứ bồi đắp liên tục. Mà mình lại làm ăn thất bát như vậy. Do cái số mà nó kỳ vặt vậy ông Sáu? Cái này thì coi như là hiện đang bây giờ thì phù sa thì nói vấn đề cái vùng miền Tây này thì phù sa, nhưng mà bây giờ không còn phù sa nữa. Bởi vì là hồi ngày xưa nước ở đây tới một tháng này là tới đây là ngập gì rồi ha. Như là phù sa rồi giật xuống mình trầm xuống cái gì cũng trúng hết hơn. Rồi bây giờ thì coi như là ảnh hưởng cái thời tiết, cũng như giờ cái là mình làm trúng cái luống thời tiết tốt thì nó trúng, hoặc là thời tiết xấu thì nó bị thất bát thôi. Nó bây giờ nói về phù sa thì ngày xưa, bây giờ không có phù sa nữa, đất này thì coi như là không có ngập luôn. Có ngập mới có phù sa. Vậy là ngồi đây người ta bắt đầu là xây cái kè chống ngập rồi, dẫn đến là không có bồi vào trong này được nữa. Ôi trời ơi. Đi lên một tí nữa mình coi thử những cái quả dưa leo mà ông Sáu trồng nó tốt như thế nào. Hôm nay thì tụi mình trở lại cái vườn rau của ông Sáu để thứ nhất là cảm ơn tất cả mọi người 2 tháng trước đã tiếp sức cho ông Sáu có một cái số vốn để tiếp tục tái tạo lên một cái mùa vụ mới. Nhưng đến mùa vụ thứ hai này khi mà trồng dưa leo, ông Sáu cùng với bà Sáu cũng đang rất thấp thỏm khi không biết rằng trong nay mai, trong nửa tháng thu hoạch này, có ai thu mua hay không? Hoặc là người ta thu mua với giá như thế nào? Hôm giờ thì cũng bán rai rai rồi. Số lượng bao nhiêu ký rồi? Số lượng bán hôm nay thì khoảng có 500 ký vậy đó. Nửa tấn đúng không? 100 ký quỳ chi ra là khoảng 600 ngàn. Nếu như họ bán cái giá 6 ngàn đồng một ký, thì 500 ký, nửa tấn là 3 triệu. Mà số vốn để trồng hết cái vườn dưa leo này chưa có đủ là 15 triệu đó. Mọi người sẽ thấy là nhắm một con số nhỏ thôi là đã thấy là có vấn đề rồi. Hôm nay thì mình đến để chia sẻ cái niềm vui đó. Cái thứ hai nữa là cũng cảm ơn rất nhiều cô chú anh chị đã hỗ trợ đợt trước giúp cho ông bà Sáu. Ông Sáu có lời nói cho tất cả mọi người không? Hôm nay con có dịp con đến chia sẻ để ông Sáu chia sẻ cái lời tâm sự của mình đến tất cả các cô bác anh chị đã hỗ trợ đợt cải đợt trước gia đình mình. Thì bây giờ nếu mà ông Sáu cứ nói đi. Bây giờ thì nói vấn đề cái đợt cải thì các vị mạnh thường quân giúp đỡ thì thấy tôi thì cũng rất cảm ơn nhiều lắm. Nhưng mà rồi tới giúp được một số vốn làm được cái đám dưa leo này thì thấy nó cũng không được khá nữa đó. Thì cái đó thì cũng chưa biết tới chừng nào là thu hoạch xong hết, coi nó bao nhiêu, nhưng mà nó không có khá, nhưng mà lỗ thì nó không có lỗ như được cái đợt cải thì nó lỗ đất. Còn cái đợt dưa này lần này còn gọi là cá ăn đang ra, nghĩa thu hồi vốn là mừng rồi đúng không? Cũng một lần nữa thì cảm ơn mọi người rất nhiều. Hôm nay thì mình đến để mình chia sẻ như vậy để cho mọi người hiểu hơn về cái nỗi khổ của bà con nông dân. Bà Sáu thì đang rất là vội vàng để đến để hái dưa leo tặng làm quà cho tụi mình. Mình cũng cảm ơn ông Sáu, bà Sáu đã dành thời gian chia sẻ những cái câu chuyện về thực trạng bà con nông dân ở miền Tây. Và cảm ơn mọi người, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe.